tuộc tako là một nguyên liệu rất phổ biến, đặc biệt là với người đầu bếp Nhật. Bạch tuộc tako được nhập khẩu từ Nhật, có trọng lượng khá to, trung bình từ 2 đến 5 kg. Bạch tuộc tako có đặc trưng là lớp vỏ màu hồng tươi bên ngoài, cùng phần thịt bên trong dày và trắng. Bạch tuộc tako có vị thịt giòn ngọt, có chút mặn nhẹ, giúp trung hòa vị giác, có thể dùng để ăn xen kẽ giữa các loại sashimi khác nhau. Bạch tuộc tako có thể chế biến thành các món ăn như sashimi, sushi, takoyaki và akashiyaki. New Fresh Foods hiện đang cung cấp sỉ lẻ bạch tuộc Nhật tako có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, New Fresh Foods có chiết khấu hấp dẫn dành cho khách hàng, khi mua càng nhiều, giá sẽ càng tốt. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0907 579 000 hoặc inbox vào fanpage New Fresh Foods để được tư vấn hỗ trợ.